Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng nay ngày 20 tháng 10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và đây là cơn bão thứ 17 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có tên. Chào mừng bạn đến với ứng dụng Bardo VN, báo đọc bằng giọng nói hàng đầu Việt Nam. Bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí trên Google Play cho Android hoặc trên chợ ứng dụng cho iPhone. Link tải được đính kèm trong phần mô tả cuối mỗi video. Bardo VN luôn cập nhật tin tức 24 giờ nhanh nhất với đủ các đầu mục nóng hổi, thời sự, kinh doanh, pháp luật, sức khỏe, góc nhìn cuộc sống, tâm sự và đặc biệt, bạn có thể trao đổi hoặc tương tác với các thính giả khác. Giao diện ứng dụng được thiết kế thân thiện, trực quan, giọng đọc dễ nghe, truyền cảm chắc chắn sẽ làm quý thính giả hài lòng. Chuyên mục sức khỏe, cẩm nang các bí quyết sống khỏe, chăm sóc phòng tránh bệnh cho gia đình mỗi ngày. Tin mới nhất, nơi tổng hợp các tin xã hội, đời sống giải trí hot nhất 24 giờ. Chuyên mục tâm sự, chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, đặc biệt là các vấn đề liên quan chuyện thầm kín, tình yêu, hôn nhân gia đình. Hãy tải Bardo VN này, link tải được đính kèm trong phần mô tả mỗi video. Chúc các bạn một ngày tốt lành, xin cảm ơn. Quốc tế là sàn đèo. Tuy nhiên, ngay từ ngày hôm qua 19 tháng 10, trên một số trang Facebook fanpage đã đưa thông tin sai lệch với nội dung cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão số 8 có khả năng mạnh lên tới cấp 17 là siêu bão và đổ bộ vào Trung Bộ. Một lần nữa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nhận định đây là thông tin không có cơ sở và là nguồn tin giả mạo bởi đến thời điểm này, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng như các nước khác không có dự báo như vậy. Trong bối cảnh cả nước hướng về miền Trung, bà con đang phải gồng mình để chống chịu với mưa lũ thì những thông tin giả như vậy là rất đáng lên án.